Chào các bạn, đây là thành phẩm của món nấm đông cô kho với nước tương rất là ngon và hấp dẫn. Và làm sao để chúng ta có thể nấu được một cái món ngon và hấp dẫn cũng như là giữ được dinh dưỡng của các loại rau củ quả khi nấu cùng với cả nấm đông cô thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món nấm đông cô kho nước tương các bạn nhé. Đây là một cái món ăn chay rất là ngon và đặc biệt nó còn đầy đủ dinh dưỡng nữa. Trong thành phần của nấm có chứa rất là nhiều các cái vitamin A, vitamin C và đặc biệt đó chính là vitamin D, rất là tốt cho xương khớp của mình các bạn nhé. Và đây là một cái món ăn đầy đủ dinh dưỡng giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 400g nấm đông cô đã được ngâm qua nước muối loãng trong khoảng thời gian là 15 phút các bạn nhé. Đậu đỗ, cà rốt, 1 phần 3 trái chanh, 10g tỏi, 2g bột ngọt, 2g bột nêm và 1g tiêu, 30g nước tương. Khi các bạn nấu bất kỳ một loại nấm nào thì cái việc đầu tiên các bạn nên làm đó chính là loại bỏ độc tố ở trong nấm. Khi các bạn nấu bất cứ loại nấm nào thì các bạn hãy trần qua nó với nước sôi để cho nó loại bỏ được các cái thành phần độc tố không tốt cho cơ thể của mình các bạn nhé. Và khi mà các bạn trần như vậy thì các bạn trần 1 phút khi nước sôi các bạn cho nấm vào. Khi nước sôi như vậy rồi thì các bạn sẽ cho phần nấm vào đây để các bạn trần nhé. Các bạn sẽ trụng sơ 1 phút. Khi mà các bạn trụng nấm như thế này thì các bạn cứ để lửa lớn cho mình nhé. Đừng có để lửa nhỏ, hãy để lửa lớn để nấm không bị nát. Sau khi mà các bạn trụng nấm được 1 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ vớt ra và rửa sạch lại với nước nhé. Phần đậu đỗ này thì các bạn sẽ thái thành hạt lựu nhé. Phần cà rốt các bạn cũng sẽ thái hạt lựu như thế này nhé. Tỏi thì các bạn sẽ đập dập sau đó băm nhỏ. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi nhé để chúng ta nấu được. Các bạn sẽ cho dầu ăn vào đây. Các bạn phi thơm cái phần tỏi. Khi các bạn phi thơm cái phần tỏi rồi thì các bạn sẽ cho phần cà rốt và nấm vào. Các bạn đảo qua. Đó thì các bạn sẽ cho cái phần gia vị chúng ta chuẩn bị lúc ban đầu vào đây. Các bạn đảo để cho cái phần nguyên liệu này được ngầm gia vị. Bây giờ thì các bạn sẽ cho nước cốt của 1 phần 3 trái chanh vào. Và thêm vào đây
300 ml nước. Và các bạn sẽ đun trong khoảng thời gian là tính từ lúc nước sôi nhé, là các bạn sẽ đun phần nấm này trong khoảng thời gian là 30 phút với lửa nhỏ. Các bạn lưu ý nhé, mình sẽ nấu lửa nhỏ để cho cái phần nấm cũng như là rau củ quả giữ được nguyên cái hàm lượng vitamin của nó, và nó không bị mất nhiều, bởi vì rau củ quả cũng như là các loại nấm nó sẽ bị mất đi vitamin rất là nhiều khi mà các bạn sử dụng nhiệt lớn để các bạn nấu nhé. Chính vì vậy những cái món này các bạn hãy nấu ở lửa nhỏ liu riu cho mình. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã kho được 30 phút như này với lửa nhỏ liu riu thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé. Với các cái món nấm ấy thì cái thời gian mà các bạn nấu rất là quan trọng. Nấm thường, các loại nấm để cho nó tốt cho sức khỏe của chúng ta và đặc biệt là không gây hại khi các bạn sử dụng các loại nấm thì các bạn nên nấu từ 20 đến 30 phút các bạn nhé. Cái này là mình được nhận lời chia sẻ từ từ một anh chuyên về nấm các bạn nhé. Chính vì vậy mà muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn cùng hiểu rõ hơn và làm sao để chúng ta nấu được những món ăn đầy đủ dinh dưỡng mà nó không bị mất đi dưỡng chất cũng như là không làm độc hại đến cơ thể của mình các bạn nhé. Món đậu kho cái món mình xin lỗi, món nấm kho nước tương này rất là ngon. Và những ai mà ăn chay thì thường là sẽ cảm nhận được cái độ ngon của nấm. Nấm khi mà các bạn chế biến các cái món ăn như là kho hoặc là xào hay là nấu lẩu, các bạn sẽ thấy là nó rất là ngon. Đấy, đầy đủ dinh dưỡng, có cái độ béo béo nữa. Và đặc biệt là nó còn cung cấp được rất nhiều vitamin cho cơ thể của mình. Nhìn ngon đúng không các bạn? Đây, mình sẽ lật lại một chút nha. Đó. Và khi hoàn thành món này các bạn đừng quên thêm một chút lá mùi lên phía trên để nó được hấp dẫn hơn các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử nhé. Cái món nấm kho này rất là ngon. Nó chín vừa đều và thấm đều gia vị. Và khi mà các bạn nêm như vậy thì các bạn sẽ thấy là nó rất là vừa vặn. Các bạn không cần phải nêm thêm bất cứ thứ gì cả. Và khi mà các bạn thêm cái phần nước cốt chanh vào, nó sẽ làm cho cái món nấm này thêm phần đặc trưng và ăn nó sẽ rất là hấp dẫn các bạn nhé. Đó, và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hy vọng các bạn sẽ có thật là nhiều các cái món ăn chay ngon và đơn giản, tốt cho sức khỏe. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp của mình các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.